Em chào các bác nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Hiện tại bây giờ ấy, là trưa khoảng ngày mùng 9 tháng 1 dương lịch của năm 2022. Em có cái tình trạng này em quay cho các bác xem nhé. Thì đây nó là cái chậu phi điệp mà em hướng dẫn cả nhà là làm hoa Tết ấy. Đây là những vết em kích đây. Và mắt nó sưng lên đây. Đó. Thì cái cây này nó có một cái hiện tượng như này. Em quay cho các bác xem nhé. Đây là cái bộ gốc của nó. Các bác nhìn thấy cái gì chưa? Nó đã đẻ mầm. Thì cái thời điểm này ấy, nó không phải là cái thời điểm mà cái mầm gốc của mình nó lên. Thì đây nó là những cái mầm mà em gọi là mầm lỡ trong thời điểm mùa đông giá rét này. Thì đây nó là gọi là cái mầm lỡ không mong muốn. Thì tại sao cái cây này nó lại có trường hợp mà nó lẩy mầm gốc vào cái thời điểm này? Thì đây nhá, cả nhà nhá, đây nó là tác dụng phụ của cái việc mà mình sử dụng thuốc kích thích lên cái cây phi điệp. Đấy, như trước em chia sẻ với cả nhà là khi làm hoa đấy, mình kích hoa trái mùa trái vụ này, thì nó có cái tác dụng phụ là nó có khả năng là nó sẽ khiến cái cây của mình nó đẻ mầm gốc. Đấy. Nhưng mà cái chủ đề mầm gốc ngày hôm nay không phải là cái chủ đề chính, mà chủ đề ngày hôm nay đó là chính là chủ đề về con ốc sên. Thì như cái chậu này như cả nhà nhìn thấy ấy, là cái mầm gốc của em nó lên khá là to rồi. Đấy. Nhưng mà không có hiện tượng là ốc sên nó cắn. Không có hiện tượng là ốc sên nó cắn mầm. Chứng tỏ một điều ấy là cái chậu này nó không hề có ốc sên. Nhưng hôm nay em sẽ lấy một cái chậu này. Em làm cái hình ảnh minh họa để em chia sẻ với các bác cái chủ đề chính ngày hôm nay. Đó là mình diệt ốc sên cho những cái chậu lan của mình. Và cái thời điểm vàng để mình diệt con ốc sên đó một cách hiệu quả nhất và triệt để nhất. Và hiệu quả với cái bảo vệ cái mầm gốc của mình một cách an toàn nhất. Rồi sau đây thì em sẽ vào chi tiết nhé. Trước tiên em sẽ nói về cái thời điểm mà mình diệt con ốc sên nhé. Thì như các bác quan sát đấy, cái mầm này của nó lên quá to rồi. Thì cái thời điểm này ấy, là thời điểm quá muộn rồi để mình làm cái công tác mình diệt ốc sên. Các bác nhé. Thì như các bác cũng biết đấy, là cái mầm gốc là lên vào mùa xuân, thì cái thời điểm vàng mà mình diệt con ốc sên ấy, đó là cái thời điểm mà mình cắt lớp sau 2 tháng là cái công tác mình diệt ốc sên, thì đó là cái thời điểm vàng. Nhưng trong cái quá trình mà mình cắt lớp ấy, thì có những cây nó sẽ lên mầm gốc sớm và cây lên mầm gốc muộn. Thì khi mà theo như cái quan điểm của em ấy, và cái kinh nghiệm của em ấy, là khi mình cắt lớp khoảng tầm 1 tháng rưỡi là có những cái cây phi điệp mình nó sẽ lên mầm gốc sớm. Thì cái thời điểm vàng mà để mà mình diệt con ốc sên ở trong cái chậu lan của mình là cái thời điểm mà cái mầm gốc nó bắt đầu nó sưng lên. Đấy, thì sưng lên như nào? Thì trên cái chậu lan này ấy, thì nó có 3 cái tình trạng khác nhau. Thì cái tình trạng đầu tiên ấy, vừa rồi là cái mầm của nó quá lớn, nó phát triển quá lớn rồi. Đấy, ví dụ như cái mầm này là nó chuẩn bị mở lá rồi, là cái mầm này là quá muộn rồi. Và cái trường hợp thứ hai ấy, như ở đây các bác quan sát này, ở đây nó mầm nó nhú lên này. Đấy, các bác nhìn nó xanh xanh chưa? Là cái này là nó lứt hẳn ra rồi. Và cái trường hợp này ấy, là cũng hơi muộn một chút. Còn cái trường hợp như các bác quan sát ở đây, ở mé bên này, thì ở đây nó là một cái mắt. Đấy, nó hơi sưng lên rồi. Và cái nó hơi lứt cái bẹ lá này ra, hơi lứt cái vỏ lụa này ra. Thì khi các bác quan sát đấy, cái cây phi điệp của mình mà khi mà cái mầm gốc này nó lồi ra như này, hơi sưng lên như này, và nó cái hiện tượng mà nó lứt cái vỏ lụa ra đấy, hơi lứt vỏ lụa ra, thì cái thời điểm này nó chính là cái thời điểm vàng để các bác diệt con ốc sên nếu như trong chậu lan của mình có ốc sên.
Đấy. Chứ còn như cái trường hợp như này này, nó nhú lên đây này, nó nhú mà nó xanh xanh như này. Đấy, nó mà nhú nhú xanh xanh như này thì là cái trường hợp này, nếu như cái chậu lan của mình nó có ốc sên hoặc nhiều ốc sên thì nó đã ăn mất cái mầm này của mình rồi. Thì cái thời điểm này là muộn nhá các bác nhá. Thì các bác quan sát để ý cho em ấy là khi cái mầm gốc của mình nó hơi sưng lên và nó có hơi cái tình trạng mà nó lứt cái vỏ lụa ra đấy, lứt một chút thôi, là cái thời điểm đó là các bác giật ốc sên luôn. Thì đó là thời điểm vàng để giật ốc sên. Sau đây em sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bác là cách diệt ốc sên bằng bột giặt Omo để các bác cùng tham khảo nhé. Thì cái việc trước tiên ấy là khi mình đã lựa chọn được những cái chậu mình cần phải diệt ốc sên đấy, thì trước khi mà mình ngâm vào bột giặt Omo ấy thì các bác tưới ướt đẫm cho em cái bộ giá thể này đấy, tưới ướt đẫm cái chậu này, thì sau đó khoảng từ 15 đến 20 phút thì các bác tiến hành ngâm nhé. Thì trước khi ngâm ấy là các bác chuẩn bị cho em một cái khay nước như này. Đây là một cái khay nước và cái bột giặt Omo. Đây là bột giặt Omo nha các bác nhé. Thì bác các áng áng cho em thôi là mình sử dụng là 2 gram trên 1 lít nước. Thì những cái khay này của em nó khoảng tầm 10 lít nước. Thì em cho hai cái thìa này vào đây. Thì các bác cứ áng áng cho em ấy khoảng từ 2 gram đến 3 gram trên 1 lít nước. Mà cho đậm đặc hơn cũng được, không sao cả. Nó không ảnh hưởng gì đến cây lan đâu nhá các bác nhá. Thì càng đậm đặc ấy, thì là cái này thì nó sẽ diệt ốc sên nó càng hiệu quả hơn thôi. Thì sau khi các bác cho bột giặt vào cái khay nước này thì các bác để cho em khoảng độ từ 5 đến 10 phút để cho nó tan cái bột giặt này. Sau đó mình ngoáy đều lên thôi nhé các bác nhé. Sau khi mình cho bột giặt vào đây ngâm, bột giặt đã no nước rồi, thì công việc tiếp theo ấy là mình bắt đầu mình ngoáy đều. Ngoáy đều cho nó tan cái bột giặt này, hòa tan ở trong nước. Sau khi mình hòa tan bột giặt vào nước ấy, thì ta có một cái dung dịch nước bột giặt nó như thế này. Thì quay lại là cái trường hợp mà tại làm sao ta phải tưới ướt đẫm cái giá thể tất cả các chậu lan mình muốn ngâm để diệt ốc sên. Trước đó, trước khi ngâm là 10 đến 15 phút. Đấy, tất cả các chậu lan nếu như mà mình muốn ngâm mình diệt ốc sên. Thì cái thứ nhất ấy là cái công dụng mà cái việc mình tưới nước trước ướt đẫm giá thể là để cho những cái vỏ thông của mình này nó lo nước là một. Nên là khi mình ngâm vào trong cái dung dịch này ấy, là cái vỏ thông này nó sẽ không nổi lên nhiều. Nhưng cái đó chỉ là phụ thôi. Còn cái quan trọng chính ở đây ấy là trong cái giá thể này, trong giá thể chậu lan của mình nó có những con ốc sên nó đang nằm ngủ ở trong cái lòng cái chậu lan của mình. Lúc này nó vẫn đang ngủ. Thì cái công tác mình tưới nước vào ấy là mình đánh thức những con ốc sên đó dậy. Thì khi mình ngâm vào ấy thì mình sẽ diệt triệt để và diệt con ốc sên đó một cách nhanh nhất. Thì đấy là cái công dụng của cái việc mình tưới nước trước khi mình ngâm từ 10 đến 15 phút. Thì sau khi 10 đến 15 phút mình tưới nước xong ấy thì công việc tiếp theo là mình chỉ việc mình ngâm. Đặt những cái chậu lan này vào trong cái dung dịch bột giặt này. Rồi ok, như vậy là xong. Thì các bác lưu ý cho em ấy là cái dung dịch mà cái bột giặt này này khi mình pha cái lượng nước làm sao ấy là để cho ngập trên mặt cái giá thể này, ngập trên hết cái bề mặt giá thể chậu lan này của mình. Đấy, thì là như vậy ấy, là có những con ốc sên nó khỏe ấy, thì nó sẽ bò lên và nó không bám ở trên cái bề mặt giá thể này mà nó vẫn dính cái nước bột giặt này để nó chết. Thì ngâm như này các bác ngâm cho em từ 3 tiếng đến 6 tiếng. Đấy,
ngâm từ 3 tiếng 6 tiếng để làm mình công tác mình lại nhấc ra. Để mình nhấc ra như thế này. Đấy, sau khi ngâm từ 3 tiếng 6 tiếng mình nhấc ra, sau đó mình dùng nước sạch, vòi nước sạch mình xả sạch đi. Xả sạch hết cái lớp bột giặt ở trong cái chậu lan này là được. Và các bác lưu ý cho em ấy, trong cái quá trình mình ngâm ấy, trong quá trình mình ngâm bột giặt ấy, thì các bác để ý cho em là có những con ốc sên nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe, nó đã bò lên trên những cái thân của mình này. Thân hoặc bám vào trên những cái lá. Thì các bác bắt những con ốc sên đó, các bác diệt đi nhá, loại bỏ nó luôn. Rồi, như vậy là xong thôi. Là làm với cái phương pháp mà ngâm bột giặt này thì là các bác sẽ diệt được cái con ốc sên đó triệt để luôn. Và kể cả những cái trứng ốc sên, cái trứng ốc sên ấy mà nó ở trong cái chậu lan này của mình, mình ngâm với công tác cái thời gian là từ 3 tiếng 6 tiếng, là cái lớp bột giặt đó nó cũng ngấm vào những cái trứng của con ốc sên đó, và nó cũng làm cái trứng của con ốc sên đó nó chết. Nhớ các bác nhá. Thì như cái chậu này như của em ấy, thì các bác quan sát là cái mầm gốc của nó đã lên rồi, mà hiện tại là không có một cái con ốc sên nào nó ăn, nó cắn bất kỳ một cái mầm nào cả. Thì cái chứng tỏ là cái cái chậu này của em nó không có ốc sên nha các bác nhá. Đấy, như cái chậu này của em mà nó không có ốc sên này. Đấy, chứ có ốc sên là nó đã cắn tan nát những cái bộ mầm rồi. Giống như cây phú thọ này. Cây phú thọ này là ở vườn cũ là nó ăn mất cái mầm gốc rồi. Mà trong cái đó cái chậu này của em lên 4 5 mầm mà không hề một cái mầm nào bị ốc sên nó cắn. Thì cái việc mà cái công tác mà mình ngâm bột giặt này nó rất là hiệu quả luôn. Các bác xem video và tham khảo nhé. Tiếp theo ấy là cái khi mà các bác sử dụng cái việc mà ngâm bột giặt này để diệt con ốc sên, thì có những cái trường hợp là ví dụ như là vườn lan của các bác quá nhiều chậu lan, thì chắc chắn là có rất nhiều bác là thắc mắc là nhiều chậu lan như này thì mình làm đến bao giờ cho nó xong. Thì cái gì thì cũng có cái biện pháp của nó cả. Ví dụ như là trong vườn lan của các bác có 1.000 chậu lan như này, mà các bác muốn ngâm diệt ốc sên cả 1.000 chậu lan đó, thì các bác chuẩn bị cho em là từ 10 cái khay này hoặc là 20 cái khay này, mình cho lượng khay nó nhiều lên. Đấy, là mình ngâm thôi. Ví dụ như là mình ngâm một mẻ, ví dụ như là cái khay này của em ấy, cái khay này của em mà nó ngâm được khoảng độ là tầm 4 đến 5 chậu size 20. Đấy, thì ví dụ như vậy là mình có 10 cái khay này là mình đã một mẻ mình đã ngâm được là 40 chậu rồi. Đấy, 40 chậu mà công tác mình ngâm là từ 3 tiếng đến 6 tiếng. Thì em cứ cho là 3 tiếng đi. Thì một ngày mình có thể ngâm được cái này khoảng độ tầm 4 đến 5 mẻ. 4 đến 5 mẻ thì như vậy là một ngày là mình đã ngâm được 200 chậu lan rồi. Đúng không ạ nha? Thì với 1.000 chậu lan ấy thì các bác mất khoảng từ 5 ngày đến 7 ngày là các bác xử lý được triệt để ốc sên ở trong vườn lan của mình thôi. Rồi, ok. Em xin kết thúc video ở đây. Và hẹn gặp ở nhà trong những video tiếp theo nhé.